trình Nhạc tài tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Mở đầu chương trình, tài tử Mỹ Hạnh hát thể điệu Phú Lục Chấn, tưởng niệm bác hai Phạm Hùng, sáng tác Trần Minh Tuấn. Vĩnh Long quê hương nhà cách mạng Phạm Hùng, xuất thân nông dân nghèo, huyện Long Hồ thuộc tỉnh Vĩnh Long, tham gia cách mạng từ tuổi đôi mươi, hoạt động phong trào thanh niên, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, làm bí thư chi bộ, hoạt động cách mạng những năm 30 trên khắp vùng miền Nam, xây dựng phong trào quần chúng nơi đây, được đề bạt bí thư tỉnh ủy tỉnh Mỹ Tho, lãnh đạo nhân dân, đẩy mạnh phong trào đấu tranh. Lúc bấy giờ ông bị nhà cầm quyền của xứ Đông Dương giam cầm khổ sai, con đảo xa xôi ông bị lưu đày, ngục tù tối tâm những anh hai không nao nung tinh thần, luôn kiên trì đấu tranh, tính vào thắng lợi cách mạng dễ dàng, đường lối chủ trương Đảng Cộng sản Đông Dương hoàn toàn thắng lợi, nguyện một lòng vì đất nước, dành cả cuộc đời với Đảng và nhân dân. Bác hai Phạm Hùng là tấm gương sáng, có nhiều đóng góp do đổi mới chủ trương, luôn hoàn thành trách nhiệm được giao, công cuộc bảo vệ non sông. 15 năm trời bị lưu đày mang án chung thân, nhưng ông Phạm Hùng luôn vững tin, bản lĩnh người cộng sản bất khuất kiên cường. Những năm 45 sau thành công tháng 8 cách mạng, con đảo bấy giờ được tự do, ông về hoạt động ở xứ Nam Kỳ, bí thư xứ ủy miền Nam, lãnh đạo nhân dân, làm cuộc cách mạng trước kẻ thù không lùi bước, luôn tin tưởng vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Bộ trưởng Phạm Hùng tư tưởng trong sáng, theo nguyện ái quốc vị lành tụ tuyệt vời, ông là người chồng mẫu mực thủy chung, sống rất giản dị như nông dân. Vĩnh Long thật tự hào với những người con đất Long Hồ khi xưa, có ông Phạm Hùng bất khuất lưu danh, luôn chăm lo cho đồng bào đất nước quê hương, sống bình dị thanh cao, đó là phẩm chất của người con Long Hồ. Ông Phạm Hùng tham gia thời kỳ đổi mới quê hương, là người đứng đầu của cơ quan, chủ trương đường lối của Đảng được phát huy. khu tượng đài tưởng niệm bác hai cho thế hệ mai sau, người con Long Hồ tỉnh Vĩnh Long. Liên tục chương trình tài tử văn sĩ hát bài Canh Giấc Bác, Tròn Lời Minh Lời theo thể điệu Đảo Ngũ Cung. Trăng ơi trăng hái im lặng cúi đầu trọn cuộc đời ta khổ đau, ta canh giấc bác ngủ yên cơn bác nằm hình như là chiếc quạt. Ơi chiếc quạt quê nhà mà bác thường dắt lưng, cùng với khúc ca dao điệu dân ca ngọt ngào bác thuộc bên gối bác đang nằm, còn ấm lời nước môi anh Sau đây là bài ca Khúc Nhạc Rừng Dương của tác giả Lâm Tường Dân theo thể điệu Xàng Xê do tài tử Quyền Trân trình bày. Ba má ơi giọt máu hồng, hôm nay sẵn sàng chấp nhận xa cơ. Đây đây này tao chính là vợ thì sao đây, cốc trà khảo giả mang đơn lắm trò trêu dù cũng không mong cái gỡ chút bí mật nào. Ai là anh hội còn ai là Hồng Quang, khúc thổ vô mưa chúng lập ra tòa xử tội. Chỉ sao hiên ngang thét vào mặt lũ quan toàn. Tao tội gì là một công dân đấu tranh cứu dân cứu nước, đổi lại chúng mày là một công dân nước Pháp bị giặc xâm lăng cứu nước hay nô lệ ngoại bang. Nơi nhà lao cũng đào được khắp nằm đào trong hầm tối xa hiên, dưới hầm tối đen không thấy màu đỏ của con, chỉ ôm vào lòng hôn đang vì về trên tấm lòng chung. Một sáng đêm trời bọn vua đảo thực dân lập ra pháp trường xử tử đến hung anh. Lần cuối cùng chỉ ngắm nhìn dáng sơn gấm dốc, hát khúc yêu đời cài quả lên mái tóc thanh xuân. Cha vô thực dân, cha nghĩa ân, rửa tội cho con chim lăng. Vì sao hiên ngang chỉ vào lũ giặc thắt non, còn cơm nước kia ai rửa tội cho chúng đi. Một đàn súng nổ chỉ đêm tình với phong độ ung dung, và ta tiếng hô ba tiếng Hồ Chí Minh mang hội nhiệm vụ con gái đến nửa chừng. Vì sao hy sinh để lại cho đời nỗi bụi ngùi mang tiếng nhớ thương. Hồn đảo thân yêu khúc nhạc rừng dương ca tiếng đêm dài, nhạc vô chỉ ngủ chỉ hát bài nước ngàn qua. Tài tử Chí Nguyện tiếp nối chương trình với bài giọng cổ nhịp 16 Đêm Nguyệt Cầm, sáng tác Phạm Ngọc Phú. Trần vô giấc bỗng nghe vừa dặn tiếng to, ngoài hiên chất ai đang ngồi tâm sự tiếng đờn như tổ thức. Tôi rất ghét đến gần bên để nhìn rõ cách để nghe những cung điện bằng. Ông lão cứ thả hồn mình theo tiếng như không cần có người đang thưởng thức, nên đâu ngờ còn có bản âm. Dưới mái nhà vàng nhọt ánh đèn, một trẻ một già sớm đổi trang đồng trang. Ông nói thời niên thiếu với tình yêu âm nhạc, tôi đã gắn kết hồn mình với tiếng nguyệt nấy non. Cung điệu này đã theo tôi khắp đó đây, và đêm nay vẫn thiếu bạn cùng tôi. Bạn trẻ ơi, có hiểu cho nghệ thuật tiếng đờn của tôi không còn quyền. Thấy cung điệu bây giờ chẳng lai động lòng ai, tôi thì tôi đờn chỉ để cho tôi nghe. Và lê chân suốt qua đời sương gió, nợ vô phải trả cho trọn kiếp tôi. Đâu ngờ ở đây còn có bạn ta nghe nguyệt cầm, đêm mưa sao vẫn ấm lòng. Bước khúc lên đường về nơi vô định, xin nắng mấy cũng đời tặng bạn chi âm. Hãy nhớ nhớ mãi những ngày thế. Rồi mưa cũng tạnh, ông lão lại ôm gàng ra đi. Dù tôi cố giữ ông lão vẫn chối từ, ôi thương sao cho tiếp tầm lẫn đần. Cứ trải ra những chuyện trong lòng, với tôi đêm nay là đêm nhịp cầm với tâm hồn nghệ thuật, và tiếng đờn thiện đã rung động lòng. Tiếp theo chương trình, tài tử Kim Sang hát bài Tiếng Phụng Gọi Hoàng của tác giả Phan Khanh theo thể điệu Bình Sa Lạc Nhạn. nghèo xưa cũng buồn, bớt dánh con đò đưa. Lá thu rơi phủ kính lối mòn. Oh Kết thúc chương trình, tài tử Trọng Nhân hát thể điệu Xuân Tình lớp 1, Đất Nước, soạn lời Trần Ngọc Hân. Hành quân chiến đấu sông đại dương xô dạt đôi bờ, xa khơi muôn trùng biển đảo quê hương. Ôi thiên liêng từng tấc đất quê mình, giữ cho ngày đêm sống yên gió lặng, mong quê hương mãi mãi thanh bình. Bao thanh niên vì nước quên mình, gian khổ xá vì nợ nước đeo mang, cho gian sang giống nồi lạc diệt, khói quả ngoại tâm vào đẹp muôn đời. Cờ đó tung bay chỉ khí rạng ngời, nở một nụ cười tay súng dương cao. Con dòng theo tiên kiên cường bất khuất, giữa biển khơi dựng chắc tay chèo. Mặc cho hiểm nghèo tàu địch dần quanh, dần nước nhanh lèo lái con thuyền quê hương, con thuyền độc lập, con thuyền tự do hạnh phúc giống nồi. Đau của ta, ta có quyền đòi, quyền của con người yêu chuộng tự do. Trước ngoại bang không hề kiếp sợ, làm trai sang hà gánh nợ, nợ nước thù nhà xưa nay phải trả đầu. Quán vì gian khổ hy sinh, Việt Nam độc lập muôn đời. Quân dân chỉ có một lời thề chung, giữ dân gian sáng nổi dấu lá hồng, đem lại thanh bình cho tổ quốc non sông. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát Thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.